bảo tàng động vật quý hiếm trên thế giới. Đó, từ từ biến thành cá. Đều là cá. Rồi, mọi người qua xem cái này. Khủng long Tyrannosaurus kỹ phấn trắng hồng trung. Con này là con bắt kè mà. Làm sao mà để con khủng long 15 tấn ở bên kia còn có hổ Pantera cho tôi dùng. Vượng tài là loài cọp thuần chủng Pantera. Vượng tài gì? Ông nói vượng tài hả? Ông ảnh hưởng thân phận con hổ thuần chủng Pantera. Anh luôn hả? Ít vừa biết đi vừa biết bay, tôn trọng người dơi thì cũng tôn trọng bản thân mình chứ. Không, nhét chanh đi lại vào chỗ chứ. Tôi có một mỹ liên bản thì dùng muối để ướp. Cái này không ai đưa ra làm cái đây là hết. Tạm biệt đáng sợ. Không tin ông, ông cả tôi làm cái đây là hoàn tiền đây. Đủ rồi. Quán trưởng tôi đây phải tự mở đi. Phim của tôi, cứu tôi với. Tôi là mỹ nhân, kiếm cái ăn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Thôi không nói nữa. 10 tỷ lẻ 5. Tỷ lần 2. Bình tĩnh, đừng dơ lung tung. 20. Giá gấp 3 lần đến mua khu đất này. Khu đất ở Bình Thanh La được tập đoàn Phú Cường để phát triển đề án bảo vệ môi trường, cho nên không thể dùng tiền bạc để đo được. Chủ tịch Trịnh, hôm nay ông đúng giờ thế. Nghe nói anh mua vườn đất ở Vĩnh Thanh La ngay. Ông xem, Vĩnh Thanh La rộng lớn Thanh La mà cũng được xem là nơi tốt hả? Tôi nghi ngờ không biết anh bọn họ ra bao nhiêu tiền. Tôi cũng đọc theo cô bãi là gì. Cô ta muốn cái giá nghe quá quanh rồi đó. Để nhà của mình ta lấy cái giá hơn. Anh bị điên, anh ta là một thằng ngu. Giờ anh mất si. Ông như thế thì anh ấy sẽ không mời nữa đó. Nhược Lan được hơn 30 tỷ. Vậy mà chúng ta lại uống chai rượu hơn 1 triệu đô của anh tôi. Anh có trả. Là một vĩ nhân lấp biển tả dẫn quá. Vĩnh Thanh La là khu bảo tồn. Cứ rất nhiều cá voi xèo sắp khu đó nhà đi rồi. Anh nói cái quái gì vậy? Thứ gì? Sao tự dưng lại phun thuốc trừ sâu? Trụ thuốc trừ sâu hả? Tôi không cởi. Con ngon thì kêu mẹ anh đến cởi đi. Tình thiệt. Ông bức tường tá hoa cương phía sau. Bay xuyên qua luôn đi. Ông làm được mà. Anh là một quỷ rồi. Mà cuối cùng cũng đỡ rửa cho ông ta bay ra ngoài đi. Đáng tiếc. Giờ tôi nghỉ hưu rồi. Anh cứ hôm nay có một bữa tiệc lớn. Đến chơi đi tứ gia. Ai lấy được cái đồng hồ này thì sẽ là của người đó. Nhiều, khoảng 8 triệu thôi. Xuống nước thế sao? Đem 8 triệu ra cho chủ tịch Lưu một bài học cũng đáng lắm. Rõ. Bọn họ, tôi rất tôn trọng bọn họ. Chúng ta cũng thế mà. Hai bàn tay trắng. Có được ngày hôm nay là bản thiếu gia ăn chơi chờ chứng Vịnh Thanh La lớn thế kia. Tôi có danh tiếng nhà điều ốc lớn nhất. Anh nói 10 tỷ chiếm 50%, 40%. Anh không sợ tôi không vui sao? Ít nhất cũng phải 45%. Được. Tôi... Tốt. Dừng lại làm gì thế? Đừng qua đó. Trên... Ông chủ người... Anh đẹp trai quá. Không, xin anh đó. Cảm ơn nhé. Anh đẹp trai quá. Gì vậy? Lưu Hiên rồi. Anh ta hứa sẽ gọi cho tôi. Tốt quá. Chị thương không có nhà để về. Chúng ta
viên nước tầm cỡ thế giới ở hồ Địch Thủy thường công tác tuyên truyền bảo trái đất cho họ. Tôi chỉ là người thô lỗ, chỉ có hứng thú với tiền. Đã có được hiệu quả như ý muốn. Bây giờ trong vòng bán kính sẽ không gây trở ngại gì cho công trình lắp biển khác nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ mô phỏng lực của sóng siêu âm tác động lên các heo. Ôi, tàn nhẫn quá, hết phim. Không được, em chóng mặt quá. Đây đâu? Có dám từ những đoạn sóng âm chúng tôi thu lại được từ Vịnh Thanh La, trong đó có một đoạn âm. Chúng ta và tổ tiên của loài người đều là phận tinh tinh. Ở dưới biển, chân không có. Nhân ngư và nhân loại sinh sống hòa bình với nhau. Nhưng vào thời cổ đại, mỗi lần đoàn tàu đánh cắp, cho nên chúng ta rất kinh sợ loài người. Ai ngờ bọn họ càng tiến bộ. Nhưng mà sư thái lại ngủ gật rồi. Nhưng bảy nói đúng, còn người chúng ta đã phải trúng chui trúng nhủi rồi. Bây giờ chúng ta bị mắc kẹt ở khu vực Vịnh Thanh La, đường biển thì không đi, mới có thể về lại biển. Nên chúng ta phái loài người đi mua vật dụng cho chúng ta. Kinh nghiệm rất phong phú. Đây chính là mỹ nhân. Miệng anh xui bỏ kìa. Bỏ lòng tôi. Giết Lưu Hiên. Bắn anh được. Phải là cách nhầm thì mới bắn mua nhiều gà nướng về nữa. Chỉ mình cô thích ăn thôi, không chịu để ý người khác tí nào. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm dạy cô hơn. Không có. Không thể nào. Hoàn toàn không. Chắc chắn cô có cảm giác cô bộc phát ra, hiểu không? Không có tình làm gì đây. Đợi điện thoại. Trên thế giới có khi nào là người ngoài hành tinh? Anh thích chèn ép em đó. Phải xử lý. Mọi người mau rút lui thoại. Có khi nào cái đó. Thật ra tôi bình thường thôi à. Cô sao mà bình thường được? Giống như một con sói. Ngực phẳng, giống như bị máy. Anh là đồ điên. Em không phải sao? Chúng ta không phải đồng loại. Gen của chúng ta khác. Cài khoác lên người bộ áo hoàng tử thì vẫn là một tên ăn mặc. Bữa tiệc hôm qua chắc không quá 200 đồng đâu nhỉ. Vậy mà anh cũng. Alo, tôi là Lưu Hiên. Ông chủ bảo tôi đến đón cô. Tôi là chú của cô ấy. Đó là chúng ta ở nhà đợi con. Tụi tôi bắt được. Không cẩn thận để nó cắn. Chú thương nha. Anh làm gì vậy? Đừng có kéo. Kéo. Anh lại muốn làm gì nữa? Đừng có nướng. Ăn sống là ngon nhất. Ngã ra. Ngã ra, ngã ra. Của các thanh niên. Phải ha. Xin lỗi chú. Ông chủ sẽ ra ngay. Chúng ta sẽ phải kiểm tra an ninh trước. Đứng dậy. Gì vậy? Không có. Cởi ra cho chúng tôi xem. Không được, giày của tôi sẽ cởi ra giúp cô. Cái này, vậy thì không sao hết. Xin lỗi cô. Ăn. Bình thường của em mang theo nhiếp điển binh mình đi ăn sao? Có phải đã hạ độc rồi không? Anh làm tôi hết. Tôi và cô có vấn đề gì à? Không có. Uống cô trúng độc. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy anh ngất xỉu đó. Uống nước vào đi anh Liêu.
tôi đánh chết các người. Đi chết đi. Chết tiệt. Chị, giờ đi làm ngay đi. Là em hả? Anh Liêu, chốt cửa đã sửa xong. Thứ gì thế này? Có phải rất... Đừng uốn éo. Tôi chơi tiền ít hả? Tôi chọc yên. Cô chỉ muốn có nhiều hơn thôi. Biết rồi sao? Tiền phải nhổ sạch lông. Nhổ lông bị hả? Nóng một nồi nước là nhổ trụi ngay. Là lông và lông. Cậu bắt tôi ăn hả? Không chịu nhổ lông lại không chịu ăn. Anh làm gì? Anh bị điên hả? Nhất mà tôi từng thấy trên đời cầu vòng sau mưa à. Đáng ghét. Lan, em còn có chuyện gì tìm anh à? Không có gì đặc biệt. Lan, đi thôi. Ý cô là tôi thua cả con khốn nó luôn chứ gì? Xuống uống cái nồi. Đem cái nồi qua đây. Uống mẹ anh thì có. Vậy đào mồm tự mình xuống xe hay tôi đá cô xuống? Không. Cầm tiền đi chết đi. Trước là nơi tôi làm gà. Anh đến thử nha. Cái gì? Tin tôi nhé. Tôi sẽ đợi anh ở gần đây. Anh ép ngon quá. Làm gà là làm gà này à? Nếu không thì anh tưởng là gì? Ăn đi, thơm lắm. Cô đùa hả? Lần đầu ăn tôi cũng khóc đó. Chúng tôi chỉ có thể nhặt đồ ở ngoài đường ăn. Chính là mùi vị này. Từ nhỏ tôi đã quyết tâm. Cho nên từ nhỏ tôi đã quyết tiền để làm gì? Trên đời này có không khí sạch nào. Anh có kiếm nhiều tiền hơn đi nữa thì cũng chỉ có con đường chết. Không, là anh không hiểu. Ông chủ, cảm ơn cô mời tôi ăn gà. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi hát cho anh nghe. Sập sàn cổ phiếu năm 87, kinh tế suy sụp năm 97. Cô độc, lẻ loi. Một ai có thể thấu hiểu nỗi cô đơn của tôi nhất? Thế gian này sẽ có núi cao hơn ngọn núi này. Không ai có thể sánh bằng. Mọi mặt đều tốt. Râu của anh là giả. Chúng ta đi chơi tàu bay đi. Cả hải cảng này là của tôi. Đều là của cô à? Phải. Vậy tôi cũng là của cô sao? Alo. Tôi về đây. Để tôi tiễn cô. Ngủ. Cô muốn vào nhà uống một ly. Tôi không làm gì hết, cứ đứng đây nhìn cô. Tôi ngày mai đi ăn. Đây là cơ hội. Xin chào.
Chú, lại là chú à? Phải, lại là các vị nguyên liệu tươi để phục vụ cho mọi người. Để chúng tôi... Chú của em có vẻ khoa trương. Chú ấy rất tự... thích biểu diễn. Rõ, ra ngoài hết đi. Hãy lấy anh. Anh nhầm rồi, bình tĩnh. Em ăn mặc hơi quê mùa, có bao nhiêu gái đẹp vây quanh. Bọn họ chỉ vì tiền thôi, còn em thì ngoại trừ em. Nhưng tối qua chúng... Hết rồi. Sao anh ngốc thế? Người, em là thiên sứ. Em chính là may mắn lớn nhất anh gặp được trong đời này. Nữa, em không nghe. Anh nói nữa. Mới có một ngày bỏ mặc anh mà anh đã làm loạn thế này rồi. Sang Sang, em không thể đến đây sao? Giỏi anh, em còn nghe lén anh nữa. À, chặt đứt một cái giòi nữa là có thể mặc quần được rồi. Bà cảm thấy mà lãng mạn nữa. Nếu như tôi muốn mặc quần, đúng không? Xin lỗi, không sao. Đúng không? Tôi không thích hắn. Anh phải xoay vòng thế sao? Đứa nào mở quạt vậy? Được đâu? Ai vậy? Tắt quạt đi, cứu tôi. Cửa tăng á, vợ chồng ly tán không hả? Người có biết người đã phá hoại hệ sinh thái tộc bọn ta, sẽ tuyên án ngươi xuống 18. Hình như đúng đó. Không được tin hắn. Giết, giết đi. Anh hiểu tôi đó. Anh Lưu, xin chào. Tôi sắp nói đây, anh cứ nói. Lúc nãy người cá là ai? Con đâu? Không có con gái. Vậy mà có thân hình rất đẹp, nửa người nửa cá đó, có hiểu không? Đẹp trai, chuyện đó ai mà không biết. Sau đó bắt cóc tôi ở khu vực Bạch Tuộc đó. Giòi dài thế này nè, bỏng gần tôi. Con không là chúng ta trở lại chủ đề chính đi. Cô ấy là mũi như đầu tỏi, răng nhọn nhọn. Lâu rồi, vợ tôi sinh con rồi, trừ khi không nhịn nổi. Hay là thế này anh Lưu, anh về nghỉ ngơi. Chuyện ngu ngốc đến mức này đi. Ông gọi bác sĩ thần kinh đến đây làm gì? Muốn tôi, ông không tin. Anh về rồi hả? Cãi nhau với anh cũng vì muốn tốt cho anh thôi, chứ đâu phải muốn rút. Đẹp sao? Cả người em là... Anh Tuột, giờ ta phải làm sao đây? Lại chết dưới tay của người nhà. Vì cứu người mà cô yêu, không tiếc người cá yêu tên người xấu xa. Tình yêu vượt qua mọi quy tắc và giới hạn. Tiên sinh trượng nghĩa ra tay cứu giúp, nhưng cũng có chính nghĩa. Thử thách của thời gian mãi mãi không. Anh xem người cá 2 tiếng rồi. Anh muốn chơi trò con nít với em à? Anh nói gì thế? Mau qua đây đi. Em xem qua rồi à? Em cũng quan tâm mấy thứ này à? Anh qua đây đem nói cho anh nghe. Thử hỏi đời người có bao nhiêu cơ hội vàng chứ. Xin lỗi, anh thật sự có việc cần phải đi. Anh sẽ gọi cho em. Quay lại. Quay lại.
Tôi muốn thử Sona. Nữa, mau lên. Ba chúng tôi chỉ mới dùng mức độ 1/10 so với bình thường. Không thể. Lưu tổng sớm, anh đừng có đùa như vậy. Công trình sắp thi công rồi. Sona là của các anh thiết đi. Thưa bà chủ, chủ tịch Lưu muốn dẹp Sona. Ôi, tôi đồng ý tắt Sona. Đã tắt. Nhược Lan, cảm ơn em. Không có gì. Mạnh quá, anh ỉ ra quần luôn. Trên đời này có mỹ nhân ngư thật đó. Cuộc sau đó thì sao? Sóng ập Vịnh Thanh La, vực đoạn đầu, phía dưới con tàu nát. Đúng lắm, em tin anh. Anh Lưu phát hiện người cá còn sống ở chỗ con tàu nát Vịnh Thanh La. George, anh đang làm gì vậy? Anh ta luôn xem, không nói cho anh biết. Tôi truy tìm tung tích của người cá, nhưng chỉ tìm được hai con. Định vị được con tàu đó, trong đó đúng là có dấu hiệu chuyển động của sinh vật. Người cá đó, chủng loài mới. Đây là vụ lạc, có cần tiền không hả? Tiền thì anh cần, nhưng cũng có giới hạn chứ. Bảo vệ trái đất, duy trì thế giới hòa bình, nhờ cả vào anh đó. Anh, người theo đuổi em xếp hàng từ đây đến Pháp. Giờ em sẽ bắt nó về làm canh đầu cá. Người cá là một sinh vật hoang dã, trí tuệ cao, chưa từng được biết đến. Ông nhất định trấn áp, tiên hạ thủ sót. Nghệ sĩ có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chúng nào gọi được mới thôi. Ăn của chúng ta và tiền đã trở thành huyết hải thâm thù. Số máy bay du thuyền. Hay lắm. Phải ép chúng lên đây. Bắn. Quay quặt. Mau lặn xuống đáy nước. Ê thôi, anh ấy không ở kia. Để tôi. Kẹt cái đầu anh. Trực thăng đâu? Dừng lại. Tiền, xe xịn, đổi chiếc mô tô này với cô. Khả năng tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Đây là giá sắt nút. 100 tỷ đem tán. Mau lên. Có anh đây, đừng sợ. Bỏ em xuống.
ra 3 năm trước. Bây giờ tôi đại diện anh là một doanh nhân. Nếu như trên đời không còn giọt nước sạch, không còn không khí sạch nào, nghe nói anh phủ định mỹ nhân ngư là để bảo vệ họ. Ngư trở về, đó là tình tiết trên phim. Xin xem bức ảnh này. Cái này là đề tài rất quan trọng đối với chúng tôi. Phải rồi, tôi không có độc thân đâu. Lucy, em đang nấu cơm. Em ra đây đi. Ra ngay. Chào anh. Chào. Hai chúng tôi rảnh rỗi thì nấu cơm, nhâm nhi trà, những nơi chưa từng đến. Phong cảnh đẹp lắm.